Ngày hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc xe mà cái giá tiền của nó chỉ hơn 300 triệu thôi các bác nhá. Vâng, hơn 300 triệu. Các bác có được một chiếc xe đời 2021. Máy 1.2, khỏe, chắc chắn, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và đây là một mẫu sedan phân khúc hạng B mà cũng được rất nhiều người ưa chuộng vì nó vừa rẻ vừa cao đời. Mà lại hàng này thì đi cực kỳ bền luôn. Xe này xe của Nhật nhá các bác nhá. Xe của Nhật mà được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đăng kiểm thì còn dài. Và xe này thì nói chung là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó đấy, chỉ rơi vào tầm khoảng 4 lít rưỡi đối với đường trường thôi. Rất tiết kiệm luôn. Một dòng xe được đánh giá rất là cao. Form xe đẹp, cứng cáp. Và chiếc xe thì mang màu sơn trắng bắt mắt. Một chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A71171 các bác nhá. Nhìn đâu cũng thấy số đẹp. Và chiếc xe này thì bên em đang bán được mức giá chỉ có hơn 3 đồng thôi. Nên là bác nào mà yêu thích những chiếc xe giá rẻ thì đây là một cơ hội cho các bác. Một cơ hội sở hữu một mẫu xe giá hơn 300 một chút thôi, nhưng mà đời của nó lại là 2021, rất là cao. Lăn bánh được hơn 3 vạn. Xe thì cam kết các bác là không có taxi dịch vụ. Cam kết là xe gia đình, chạy cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Và lốp dép của xe thì còn nguyên cả dàn. Sơn xi sạch sẽ, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Và chiếc xe này thì nói chung ông là xe là mới kính quang rồi. Các bác về là chỉ có việc đi thôi. Đăng kiểm là đến tháng 11 năm 2023. Và chiếc xe này thì đương nhiên là độ chất của nó thì quá ok rồi. Nội thất ghế nỉ của nó còn nguyên bản cơ. Đấy, máy số zin, xe còn cứng và bao chất, bao đẹp cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến dòng xe này thì qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hoặc là các bác có thể là qua kênh theo dõi trực tiếp. Sau đó thì đặt cọc em chuyển xe đến tận nhà, bàn giao thủ tục giấy tờ đầy đủ. Xe thì một chủ từ mới rồi, biển Hải Phòng nên là các bác yên tâm. Dòng này thì chạy rất là chắc chắn luôn. Đấy, có la răng phay đa chấu này, phanh đĩa xịn sò này. Nội thất của xe thì vẫn còn gần như là mới tinh luôn. Bên em bán là có cam kết bảo hành. Và tất cả những xe bên em có mua vào ấy, thì đều đã được test qua rất nhiều vòng rồi. Nên về chất lượng xe thì các bác cứ yên tâm. Còn đâu là xe thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt, thì cái đấy là không thể tránh được các bác nhá. Ví dụ như chầy xước nhỏ này, rồi hơi xước sát, rồi một số chỗ nó có thể là không được như ý muốn. Nhưng mà thực sự những chiếc xe cũ thì nó phải như vậy. Vâng, nói chung là độ chất thì xe này thì gần như là tuyệt đối rồi. Nhưng mà em nói vậy thôi để làm sao các bác cũng thông cảm cho bên xe cũ. Không này các bác bảo như ơi tao phải cần một cái xe nó còn nguyên bọc ni lông, và cần cái xe nó đẹp như mới. Bảo thế thì thực sự là cũng khó. Thế nhưng mà được cái là các bác mua con này thì bây giờ các bác mua hơn 300 thì nó rẻ hơn xe mới nó đến gần cả 100 triệu. Tội gì mà không mua con này, phí tiền mua xe mới. Thực sự là nói chung là xe này thì nhà nào cũng có thể mua được, giá này thì rất là thơm rồi. Và chiếc xe thì đây các bác nhìn này, biển số này sạch sẽ rõ ràng, không hề lỗi lầm nhá. Đấy, 15A71171 luôn, đời 2021 luôn, càng nét luôn. Một chủ từ mới biển Hải Phòng. Đấy các bác nhìn này, mặt catalan của xe nó căng này. Toàn bộ kể cả phần mép cabo nhá các bác nhìn này, mép cabo là khe của nó cân đối hài hòa, không hề lỗi lầm. Còn đèn của chiếc xe là đèn zin nguyên bản, đèn halogen. Đấy, bóng đèn là ánh sáng vàng. Và bầu đèn của xe thì căng nét luôn, mới tinh luôn, không hề có lỗi lầm. Không hề bị vỡ, không hề biến dạng rạn nứt nhá. Còn phần đèn gầm thì chiếc xe này là bản MT này, là nó sẽ không có đèn gầm dưới. Thế nhưng mà được cái là cái form của nó thiết kế quá đẹp luôn. Cái này thì có cái hay cái là các bác về độ đèn bi lên là quá ok luôn ạ. Thiết kế đèn bi thì vừa sáng vừa sang trọng và đẳng cấp luôn. Một đôi bi giờ cũng rẻ thôi. Nói chung các bác mua dòng bi giá rẻ khoảng tầm hơn 1 triệu là được một đôi bi căng đét rồi. Khả năng chiếu sáng cực kỳ xịn sò luôn. Còn bên này đây các bác nhìn này, đèn đóm này, đấy, đèn căng đét luôn. Gầm dưới, cản dưới này. Và các cái khe mép cản của xe đấy ạ. Đấy, cân đối ở không lệch lạc nhá. Tôn vỏ cabo sơn zin. Đấy, sơn zin, đầu sơn zin này. Đấy, cái này toàn bộ của nó là sơn nguyên bản rồi. Và kính của xe là kính bao zin 2021 của AGC Automobile. Đấy, thế còn về phần sườn. Đấy, tôn sườn của nó gõ bong bong đấy mà các bác. Lốp chiếc xe này thì đang sử dụng lốp Riton, dòng lốp chuyên dùng cho cái dòng này. Thì là đang sử dụng lốp 185, 55 với la răng 15 inch nhá. 15 inch rất là to luôn, la răng hầm hố chắc chắn. Và cái con này thì đang sử dụng lốp zin nguyên bản từ hãng luôn. Và cái lốp 2021 chạy 3 vạn thì thế nào? Đây các bác nhìn này, lốp nó còn dày khự rãnh, nó còn căng đét như này. Đấy, không hề bị lỗi lầm, không hề bị mòn nhá. Đấy, lốp dép còn căng. Và cua lốp thì sạch sẽ, không hề có bẩn bụi luôn. Đấy, chỉ có gọi là không mục mọt, em xin lỗi lỡ mồm. Đấy các bác nhìn nhá, cua lốp này, đấy, nó còn nguyên như này.
Về phần nóc đây các bác nhìn này. Đấy, nóc này không hề có lõm lồi gì nhá. Còn sơn sườn tôn vỏ sơn này là sơn zin. Đấy. Sơn zin tôn cánh là sơn zin luôn. Đấy, tay nắm cửa này mở rất nhẹ nhàng. Và cái dòng này nó là một dòng xe mà dụng động cơ 1.2, thế nên là cái mức các cái tôn của nó làm nên á, nó không dày, nó mỏng để làm sao mà trọng lượng chiếc xe là nhẹ nhất nhá. Nên là các bác yên tâm là dòng này đi thì cực kỳ sướng rồi. Đấy, kính điện lên xuống ok. Và các bác đỡ được cái khoản tiền mà phim cách nhiệt 3M là đây cũng có rồi này. Thì các bác đỡ được cái khoản tiền phim cách nhiệt. Tất cả kính của xe là được nâng hạ điện, hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, con này là nâng hạ điện hết nhá, không phải như một số dòng là dùng dòng lên cơ đấy ạ. Nhưng mà đây là nâng hạ điện rồi. Đấy, hoạt động hoàn toàn ok. Thời tiết hôm nay hơi chói một tí. Đấy, các bác thông cảm. Đấy, thế còn nội thất ghế của xe là nỉ nguyên bản luôn. Đấy, vải nỉ nguyên bản này. Sờ độn mút ở bên trong thì rất là mềm, ngồi thoải mái lâu lắm là không vấn đề gì nhá. Và cái ghế của nó gần như mới luôn. Đấy, chạy 3 vạn mà ghế nó vẫn còn như mới này. Và trần này, các bác nhìn trần này sạch hẳn luôn. Đấy, không có sổ lông nhá. Trần này thì chưa đánh một tí nào. Và nếu bác nào cẩn thận thì có vẻ về là bọc ly lông, còn không thì các bác cứ để nguyên lại được. Được cái xe 3 vạn nhìn vô lăng nó như mới luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các cái phần vô lăng này như mới tinh luôn. Không hề có lỗi lầm một tí nào, túi khí an toàn đầy đủ. Không phải là có hơn 300 mà không có túi khí đâu. Đồng hồ 3 vạn 2 chuẩn chỉ không tua nhá. Mặt đồng hồ xịn xò, các cái phím này của nó gần như mới tinh. Đấy, phím đèn này, rồi các cái phím bấm này gần như là mới luôn. Đấy, xe chạy 3 vạn nhìn biết ngay. Thế còn phần lót sàn đây thì sàn dưới của xe là sàn da, cũng còn tương đối là sạch. Và bàn đạp chân côn phanh ga của xe đấy thì các bác nhìn nó vẫn còn mới nhá, dày khía luôn. Đấy, kính chỉnh điện đầy đủ, gương chiếu hậu chỉnh điện đầy đủ luôn đấy các bác này. Và con này thì bản lề ốc này của nó này, các bác nhìn này, các cái ốc này nó còn nguyên dấu sơn đỏ luôn này. Đấy, sơn đỏ đẹp đều căng nét luôn nhá. Và không hề có lỗi. Thế còn phần ốp này thì đã được ốp mang từ hãng Suzuki rồi. Nhiều bác hỏi kích lốp của con này đâu thì đây này các bác này, kích lốp là ngay đây nhá. Đấy, kích lốp ngay đây. Và phần sườn ốp này, các bác nhìn sườn này. Đấy, sườn đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, toàn bộ các cái sườn này của nó sơn zin này. Và các cái ốc bản lề, ốc mấu khóa này của nó còn nguyên nhá. Không có động chạm gì cả. Sơn cánh, sơn sườn là ngon. Và nội thất bên trong xe thì tương đối là tươi rói. Đấy, sạch sẽ. Tay cần số thì gần như là mới tinh. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tay cần số mới tinh luôn. Đấy, chiếc xe rất là cứng luôn đấy ạ. Và cái dòng này thì được cái là vừa ăn xăng ít này, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4 lít rưỡi, 5 lít trên 100 cây thôi. Một dòng xe sedan mà tiết kiệm nhiên liệu vô đối, vô địch luôn đấy ạ. Và các bác đi những cái dòng này thì nói chung là vừa rẻ vừa ngon, là vừa chắc chắn. I10 đời 21 mà như thế này thì các bác mua cũng phải rơi vào tầm khoảng hơn 4 đồng rồi. Nhưng mà chiếc xe này các bác chỉ cần mua có hơn 3 đồng thôi. Rất rẻ, rẻ hơn 100 triệu luôn. Đấy, lốp zin này, các bác nhìn này, lốp zin 21 luôn này. Và con này thì vẫn còn nguyên bản, từ lốp dép cho đến máy số gầm bệ là của nó còn nguyên luôn. Đấy, xe thì cứng và gầm này. Đời 21 nhìn gầm nó sáng như này. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng. Và cái dòng này là dòng xe của Nhật Bản nhá các bác nhá, không phải dòng xe Trung Quốc đâu. Nhưng mà giá nó rất là rẻ. Dòng này đưa ra là để phục vụ cái mật độ dân mà các bác có cái điều kiện chỉ khoảng 200 đến 300, 400 đấy ạ. Thì các bác có thể sở hữu được những chiếc xe này rồi. Và những chiếc xe này thì các bác có thể là vừa là kết hợp là đi gia đình, cũng như là các bác vừa chạy dịch vụ thì cũng rất là ok, kiếm thêm đồng ra đồng vào, đồng rau đồng mắm. Đấy, mà nó rất là tiết kiệm. Đấy, các bác mua con này đầu tư không đáng bao nhiêu, mà việc thu hồi vốn về thì nó cũng rất là nhanh chóng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, sau cũng có cảm biến hết nhá. Và đèn của xe là căng sáng luôn, mới tinh luôn. Đấy, không hề có lỗi lầm. Đấy. Cốp sau đèn phanh đuôi gió của xe đây. Đấy. Nói chung là cái thiết kế của cái Mitsubishi Astra này cũng là một cái mẫu thiết kế mà được rất nhiều người yêu, nhiều người đánh giá rất là cao. Con này có một cái là rất là an toàn, nó là mở cốp thì phải mở bên trong. Đấy, mở như thế này thì rất là an toàn cho chủ khi mà mình đi thì không biết đằng sau người ta bấm mở cốp ra thì người ta lấy đồ của mình. Thế là thành ra là nó thiết kế như vậy cũng rất là yên tâm. Đấy, các cái ốc này. Đấy, còn bao đẹp, bao nét cho các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, càng đẹp đẹp luôn. Đấy, xe rất là ngon, chạy chất cứng luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Và đây cốp mà
Đấy. Úi giời, các bác nhìn này, lốp sơ cua này của nó còn mới tinh luôn. Lốp này không biết là hạ chưa, à chưa hạ, vẫn còn nguyên này. Đấy, phần còn nguyên, lốp sơ cua chưa thèm hạ luôn các bác ạ. Vâng, và đồ nó cứng đét luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, sạch sẽ, ngon lành phở. Đấy, tất cả đồ đạc ở xe thì tương đối là cứng đét. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái mức giá nó chỉ có hơn 300 triệu thôi các bác nhá. Đấy, tôn này, sơn zin nhá các bác. Vâng, toàn bộ là sơn zin hết. Đấy, hơn 300 triệu các bác đã sở hữu ngay được chiếc Mitsubishi Astra đời 2021. Đấy, lốp còn zin cả dàn. Xe còn cứng đát và được phun phủ gầm chống mọt hết các bác nhá. Con này phun phủ hết rồi. Các bác về là các bác chỉ việc là chạy thôi. Còn các cái ốc của nó là gần như là chưa có động chạm gì cả. Nguyên bản luôn, xe còn cứng luôn. Và bên em bán thì có cam kết bảo hành đảm bảo cho các bác đầy đủ nhá. Các bác cứ yên tâm việc là chạy thôi. Hàng ghế đằng sau của cái dòng này thì tương đối là rộng, thoải mái, duỗi chân thoải mái luôn, chứ không hề bị gò bó bí như là những cái dòng xe hatchback cỡ nhỏ. Mà cái tầm tiền hơn 300 này đời 21 thì các bác mua cái dòng hatchback ấy, là dòng một đầu ấy, thì thực sự là nó cũng chật, thực sự là cũng chật luôn. Thế nhưng mà các bác là đã chuyển sang dòng sedan này rất là hay. Đó là cái thứ nhất là không gian nội thất bên trong là rộng này. Cái thứ hai là cái khoang để đồ nó riêng biệt tách rời thì nó cũng rất là tiện lợi cho mọi nhà. Đấy, sườn cốp này các bác này. Đấy, nó còn nguyên. Ốc ác chuẩn chỉ. Xe bao nét, bao đẹp cho anh em. Và có test hãng, check hãng thoải mái nhá. Và bên em thì nói chung là xe tầm này về rất là nhiều. Các bác thoải mái đến lựa chọn luôn. Và bên em thì chuyên mua bán trao đổi xe trên toàn quốc. Đấy, các bác có xe là các bác chỉ cần mang xe đến rồi đó, anh em mình trao đổi giá cả làm sao cho nó phù hợp là ok. Đấy, la răng phay của xe rất là đẹp. Ồ chết, cái này nó chảy một tí này. Cái này thì không vấn đề gì, nói chung là sẽ xử lý đơn giản thôi. Còn đâu là chuyện xe cũ thì đấy các bác ạ, xe này là em còn chưa có xì tát làm gì mà nó vẫn còn cứng đẹp như này, cứng nét luôn. Con này được cái là máy rất là êm các bác, động cơ máy 1.2 êm mà khỏe. Đấy, chắc chắn, côn nhẹ số ngọt, máy ngon. Đấy, máy rất là ngon và êm luôn. Đấy, các bác đi những cái dòng này thì quá yên tâm còn gì nữa. Vâng, xe đẹp, bao chất, bao nét cho anh em nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán được cái mức giá vô cùng hời. Đấy, động cơ máy 1.2, máy ngon, lành, êm, chắc. Đấy, và con này thì máy thì đấy các bác nhìn này, máy khô đáo, động cơ 3 máy nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó rơi vào tầm chỉ khoảng 4,5 lít, 5 lít trên 100 cây thôi. Đầu răng trước của xe đây còn mới tinh luôn. Đấy, còn nguyên, không có đâm đụng, không va chạm này, không ngập nước này. Xe đảm bảo cam kết chất cho các bác luôn. À đây, đầu răng dưới này, nó còn nguyên này. Đấy, tất cả tem nhãn còn nguyên. À, kể cả là tai đèn đây, còn nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ cabo hay là ốc cabo đây còn zin nguyên này. Đấy, các bác nhìn chất xe đây, các bác đủ thấy ngay. Vâng, các cái phần chống nhiệt hay là các cái phần đinh hàn đây là còn nguyên. À, chiếc xe này thì em đang bán với mức giá vô cùng hời các bác nhá. Vâng, chiếc xe em chỉ bán với cái mức giá là 339 triệu đồng thôi. Rất là rẻ và vô cùng hợp lý cho mọi nhà. Một mức giá quá ok so với một chiếc xe bản 1.2 MT 2021 luôn. Đời cao mà xe giá cực kỳ mềm. Và xe thì nội thất ngoại thất bên ngoài thì quá ok rồi. Còn nội thất bên trong thì gần như là mới tinh. Đấy, chạy 3.2 mà xe vẫn còn mới như vậy mà. Các bác đi những cái dòng này thì cũng cực kỳ ok. Đấy, vô lăng củ số ngọt ngào, mới tinh luôn. Lại còn có cả màn hình rồi. Con này các bác lời được cái màn hình, có cả cam lùi, Việt map các thứ là đầy đủ, không thiếu cái gì. SIM 4G chạy phe phé luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó định vị ngay em đang ở đâu này. Đấy, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Đấy, và có cảnh báo tốc độ đàng hoàng chứ không phải là xe này. Lại còn có cả hệ thống cảm biến áp suất lốp luôn này, cảm biến lùi này. Đấy, có hết. Xe cứng đét và bao chất cho các bác, và bác nào mà yêu thì alo cho em nhá. Đấy, một chiếc xe tuyệt vời, cứng và giá thì vô cùng mềm. Đấy, con này em đang bán với cái giá là 339 triệu đồng. Rất là rẻ so với tầm giá của một chiếc xe gia đình. Đấy, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vô cùng tuyệt vời tại Vũ Di Ô Tô. Và nói chung là bên em thì chuyên bán tất cả các cái dòng xe từ 7 chỗ sedan, hatchback. Các bác tha hồ lựa chọn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.
Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.